Xin chào các bạn, lại là Bùm đây. Như đã hứa ở video trước, hôm nay Bùm sẽ làm một video riêng về Astro Toilet. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại sự xuất hiện của Astro từ trước đến nay, trả lời các câu hỏi quan trọng sau đây. Nguồn gốc của Astro Toilet từ đâu ra? Tại sao Magnet Astro Toilet lại xuất hiện ở tập 70 phần 1? Hắn giết DJ Toilet với mục đích gì? Ai đã nâng cấp cho Magnet Astro Toilet? Tại sao hắn đã cầm được kiếm của Titan TV Man rồi nhưng lại quăng trả lại và đột nhiên biến mất? để cuối video Bum và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về bí mật động trời đằng sau Astro Toilet liệu rằng tên này có tạo ra phe thứ ba trong vũ trụ Skippy Toilet không các video thường Bum mất khoảng 4 đến 6 tiếng để làm kịch bản nhưng video này Bum đã dành hơn một ngày để hoàn thành nó vì vậy nội dung bên trong sẽ có rất nhiều điều thú vị bạn hãy xem từ đầu đến cuối video này để không bỏ qua bất kỳ tình tiết nào nhé Trước khi vào nội dung chính của tập phim ngày hôm nay, Bơm sẽ giới thiệu cho các bạn một tựa game chiến thuật cực kỳ hay và hấp dẫn có tên là xe diệt zombie trong game chúng ta sẽ tập hợp những người bạn để bảo vệ xe buýt của quân đoàn trước sự tấn công như vũ bão của lũ zombie hung hãn các bạn xem này đi đánh zombie mà các ông đội mũ cối cầm gạch xông lên thế này thì bị nó lấy búa thò đánh cho bay màu là phải các bạn hãy vào nâng cấp và trang bị đồ xịn cho nhân vật của mình để chúng trở nên lợi hại hơn nhé tất cả chỉ số sẽ được gia tăng đáng kể đấy bây giờ thì thử lại xem nào thấy chưa cút liền một điều mình thấy rất thú vị ở con game này là bạn cần sử dụng một chiến thuật chọn nhân vật hoặc là sắp xếp thứ tự ra trận của các nhân vật sao cho phù hợp chứ cứ xông lên bừa bãi như mình mới chơi thì chỉ có thua thôi hãy chọn lại 6 nhân vật chiến đấu tốt nhất đặt thùng thuốc nổ ở đây để ngán đường zombie tiếp tục sắp xếp các quân bài và phương thức đối đầu thông minh hơn chiến lược tốt là giành chiến thắng thôi event người chơi mới 19 tháng 1 đến 23 tháng 1 Bước 1, mở khóa 3 mát, sau đó chụp lại màn hình. Bước 2, follow fanpage chụp ảnh màn hình gửi cho pay. 30 bạn may mắn nhất sẽ có cơ hội nhận được thẻ điện thoại trị giá 100 ngàn. Link tải game bùm có để ở mô tả và bình luận. Các bạn tải về chơi liền đi. À, đừng quên đánh giá 5 sao và bình luận ủng hộ cho nhà phát hành nhé. Còn bây giờ, hãy tìm một chỗ ngồi thật thoải mái, ăn trà sting, uống bình snack và chúng ta bắt đầu video thôi. Trước tiên ta cùng điểm qua lịch sử xuất hiện của Astro Toilet. Lần đầu tiên UFO Astro xuất hiện là trong tập 53. Hắn đã quấy rối và gây ra không ít khó khăn cho tay tình Cameraman. Lần tiếp theo là ở tập 55. Chính hắn đã dụ dỗ tay tầng Cameraman bay đi để tạo cơ hội cho Skull Toilet phá hủy xe tăng của quân đoàn liên minh. Lần thứ ba cũng là lần đầu tiên cái tên Astro Toilet được chính tác giả đặt cho. David Football đã viết dưới dòng mô tả rằng Astro Toilet are on Jim values. Nghĩa là Astro Toilet rất tức giận trước thất bại của G Toilet. Rõ ràng là Astro Toilet không hề tầm thường. Daft Football thậm chí còn đặt tên riêng cho hai con toilet biến dị này, điều mà anh ấy rất ít làm. À, thật ra là gần như không bao giờ làm luôn ấy. Lần thứ tư là trong tập 68 phần 1, UFO Astro đã đứng từ xa quan sát màn thể hiện sức mạnh của Titan TV Man. Và đương nhiên rồi, tập 70 phần 1 ta thấy sự trở lại của Magnet Astro với những nâng cấp vô cùng mạnh mẽ. Câu hỏi lớn nhất lúc này là nguồn gốc của Astro từ đâu ra? Sao chúng thông minh và mạnh dữ vậy? Trong phân tích ở tập 69 phần 1, Bum có nhắc đến việc Skibidi Toilet có nguồn gốc từ con người. Chính con người đã thí nghiệm những tù nhân để tạo ra lũ toilet biến dị. Ủa, mà Bum ơi, sao không gọi là Skibidi Toilet cho thân thuộc? Đẻ đâu ra thuật ngữ toilet biến dị mà nói nãy giờ vậy? Phải có lý do chứ Con người thật ra đã tạo ra đến Hai thế hệ toilet biến dị Thế hệ toilet biến dị đầu tiên Chính là Skippy Toilet Thế hệ toilet biến dị thứ hai Chính là Astro Toilet Thế hệ hai ưu việt hơn rất nhiều so với thế hệ một Tuy nhiên Con người chỉ vừa tạo ra hai con Astro Toilet Là đã bị tấn công và tiêu diệt toàn bộ Chỉ còn lại mỗi nhân vật bí ẩn Skippy Toilet tức là thế hệ một Có số lượng lớn hơn nên đã chỉ mưu thế Astro Toilet tức là thế hệ 2 chỉ có hai con nhưng lại rất thông minh và mạnh mẽ vì biết chất lượng của hai người dù ngon đến đâu vẫn không đủ chống lại số lượng đông đảo của bọn thế hệ 1. Bọn chúng nhẫn nhịn làm lính dưới chướng Zimen và tiến sĩ Skippy để âm thầm lập kế hoạch lật đổ ngai vàng. Astro Toilet từ đầu đã khinh thường lũ toilet biến dị cấp 1. Hắn tự cho mình là thượng đẳng hơn nên không bao giờ chịu đứng gần tuổi cấp thấp. Ở tập 53, UFO Astro Toilet chỉ đứng một mình, dùng vẻ mặt lạnh lùng để khiêu chiến với Titan Cameraman. Tập 55, hắn lại sử dụng trí thông minh để khiêu khích Titan Cameraman bỏ đi. Và một lần nữa, không bao giờ đứng gần Skibidi Toilet, chỉ đi một mình thôi. Tập 60, bọn chúng chỉ chấp nhận xuất hiện cùng đồng loại của mình. Chỉ có hai Astro đủ đẳng cấp đi cùng nhau. Và đây là lần đầu tiên bọn chúng tận dụng thời cơ để lật đổ ngày vàng. Nhưng không may cho Astro, tiến sĩ Skibidi tuy của thế hệ 1 nhưng lại cực kỳ thông minh và là một thiên tài về phát triển vũ khí. Vị thế của hắn trong đội quân Skibidi như một quân sư dưới một người nhưng mà trên vạn người. Dù z có mất lòng tin thì vẫn còn hắn mà Với lại nói về gian manh xảo trá thì tiến sĩ đâu thua gì Astro. Ở tập 60, không chỉ quân đoàn liên minh mà cả Astro cũng đã bị lừa. Bởi còn robot Z-Man do tiến sĩ tạo ra. Một mũi tên, chủng hài đích, hai tay tình bị lừa và hai khứa Astro cũng lòi mặt chuột. Tiến sĩ Squee đã thắng một trận lớn trong tập này. Tóm lại, Astro Toilet là toilet biến dị thế hệ 2, chứ không phải tộc người khác như một số bạn đồn đoán đâu. Đọc cái tên có chữ toilet là biết trung mầm rồi ừ, Ở đâu gà tập người khác không biết nữa Biết nguồn gốc rồi Thì chúng ta đến phần trả lời câu hỏi nha Câu hỏi số 1 Kẻ lang thang bị đuổi khỏi tổ chức như Astro Toilet Thì ai nâng cấp cho hắn nhỉ? Suy cho cùng thì hai Astro không thể chống lại thế lực Skibidi Cũng như quân đoàn liên minh Vì vậy hắn dùng trí thông minh của mình để mua chuộc những tên kỹ sư Skibidi nâng cấp cho mình, tận dụng tài nguyên mà tiến sĩ Skibidi dạy con phát triển trong phòng thí nghiệm bí mật để phục vụ cho mục đích bành trướng thống trị thế giới, vả một cú đầu đớn vào mặt tiến sĩ. Bạn sẽ hỏi liền là làm cách nào đúng không? Trả lời nè, lũ Skibidi cấp 1 tùy ngu ngốc nhưng bọn chúng cũng có cảm xúc cá nhân, chứng kiến sự tàn ác trong cách làm của tiến sĩ Scary, bọn chúng đã không thể chịu đựng được nữa. Zeman man và tiến sĩ Skredd xem bọn chúng như cỏ rác, thảy ra chiến trường cho quân đoàn liên minh mặc sức chém giết mà không hề thương xót. Thậm chí là chính tiến sĩ cũng đã dùng robot nhiều lần giết đồng loại của mình chẳng vì cái lý do quá gì cả. Nếu là bạn ở trong một môi trường làm việc đóng khung như nhà tù, có thể bị giết bất cứ lúc nào, liệu bạn có nung nấu ý tưởng về sự tự do không? Thêm nữa là nếu có hai người cực kỳ thông minh, thuộc thế hệ cao hơn, hứa hẹn sẽ đứng lên lật đổ ách thống trị tàn ác của Zeman và tiến sĩ, bạn có giúp đỡ hai người đó không? Tiếp tục duy trì ách thống trị này, 100% sẽ chết trong đau khổ, giúp đỡ ách cho toilet có 50% được giải thoát. Chắc các bạn cũng tự có câu trả lời rồi đúng không? Tóm lại, chính những Skibidi toilet chán ghét g và tiến sĩ đã giúp Astro nâng cấp. Câu hỏi số 2, hai Astro có phải đã nhập lại thành một không? bùm nghĩ là không. Dù Magnet Astro trong tập 70 vòng 1 khá giống với UFO Astro, nhưng vũ khí không hề tương đồng. UFO Astro có laser đặc biệt ở phía dưới. Nếu kết hợp Magnet Astro và UFO Astro lại, thì tại sao khẩu súng laser này lại biến mất? Đã kết hợp thì phải lấy những thứ mạnh nhất nhập chung chứ. Ai đâu lại bỏ đi như vậy? Với lại, trong tập 68 phần 1, ta vẫn còn thấy UFO Astro xuất hiện, không thể nào chỉ trong hai tập mà đủ thời gian nhập vào Magnet Astro. Câu hỏi số 3, tại sao Astro Toilet lại xuất hiện ở tập 70 phần 1? Tại sao hắn giết DJ Toilet? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng khi UFO Astro chứng kiến được toàn bộ năng lực của Titan TV Man trong tập 68 phần 1. Hai con Astro nhận ra đây là thời cơ thích hợp để lộ diện Chúng biết mình có đủ khả năng thắng được Titan TV Man nên đã dùng tập 70 phần 1 để đưa ra lời tuyên chiến cho quân đoàn liên minh. Magnet Acho mạnh mẽ thách thức, you all will đài Tất cả bọn mày sẽ chết vì đừng nghĩ lũ Skippy Toilet là đối thủ của chúng mày. Chính tao, Acho Toilet, Toilet thế hệ thứ hai mới là cơn ác mộng thật sự. Một đối thủ xứng tầm, à không, đối thủ trên tầm cả mày đấy Titan TV Man rồi tất cả bọn mày sẽ phải chết. Còn về lý do vì sao Magnet cho Toilet giết đi chơi Toilet thì cũng đơn giản thôi. Magnet đang muốn gửi thông điệp đến Toilet biến dị cấp 1. Nếu bọn mày tiếp tục theo Jean-Men thì cái chết sẽ đến rất nhanh chóng. Không chỉ quân đoàn liên minh tìm giết mà chính tao cũng sẽ làm điều tương tự. Hãy nhìn tất cả những gì vừa diễn ra. Tai tình TV Man chỉ là con kiến trong mắt tao. Tao hoàn toàn có thể hạ gục hắn. Nhưng mà không, tao thích đùa giỡn hơn. Bọn mày có hai lựa chọn ở đây. Một là chết y như đi chạy toilet đợi chờ từ tập sau đến bây giờ mới được xuất hiện lại hả? Nhảm nhí, tao thích là tiễn đi lập tức. Sự tồn tại của bọn mày không có một nghĩa lý gì trong vũ trụ này nếu tiếp tục theo phe z Hai, lạ về phe tao, một người vừa thông minh vừa mạnh mẽ. Tao không tứ chi phát triển nhưng đầu óc ngu si như thằng di men và cũng không yếu đuối như thằng tiến sĩ. Ở cùng phe tao là cách duy nhất để bọn mày tiêu diệt quân đoàn liên minh. Rồi chúng ta sẽ cùng nhậu thống trị thế giới này. Ái chà chà, quả là bọn Astro này thông minh thật sự. Một mũi tên chủng hai mục đích. Một lần xuất hiện một phút đã có thể đạp đổ toàn bộ công sức mà z và tiến sĩ Skibidi xây dựng suốt từ đầu phim đến giờ. Câu hỏi số 4. Tại sao Magnet Astro cầm được kiếm của Titan TV Man nhưng quăng trả lại và đột ngột biến mất? Ở thế trận hiện tại, Astro tuy chiếm ưu thế về sức mạnh nhưng lòng tin là vẫn chưa đủ. Vị thế của hắn lúc này cũng chỉ là một tên lưu lạc bị đuổi khỏi tổ chức hắn chưa cầm được quân lệnh trong tay, chưa thể tự do điều khiển Skibidi Toilet được. Nếu bỏ công sức ra làm suy yếu ba tay vào lúc này, thì vừa gặp nguy hiểm, vừa không đạt được mục đích. Ba tay tình mà yếu thì Skibidi Toilet chiến thắng luôn rồi, cần gì nhà lãnh đạo mới nữa. Tốt nhất là trả kiếm lại cho tay TV Man để mượn tay giết người. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Astro Toilet muốn Titan TV Man tiếp tục tấn công Skibidi Toilet để bọn chúng đau khổ thêm nữa mệt mỏi thêm nữa, Chẳng ghét gì men thêm nữa. Đến một lúc nào đó, nội bộ Skividi sẽ rối như tơ vò. Lúc này, Acho sẽ xuất hiện và tuyên bố: "Tất cả bọn mày hãy theo tao. Mau giết chết J-Men và Tiến sĩ. Tao sẽ là vị vua mới. Bọn mày thấy đấy, Titan TV Man bị tao chụp kiếm xong quăng lại mà không làm gì được. Bọn mày và cả thằng J-Men đều xem Titan TV Man là cơn ác mộng. Còn tao, xem nó chỉ là trò đùa. Tự hỏi xem Siemen hay tao xứng đáng lãnh đạo bọn mày? Câu hỏi số 5 UFO Astro Toilet đâu rồi? Đương nhiên là tiếp tục quan sát ở cánh cửa số 1 của phòng thí nghiệm Dù gì thí, hai Astro vẫn phải biết được tình hình chiến sự Bùm đã nói rồi đó Biết người biết ta trăm trận trăm thắng Mỗi thằng Magnet Astro là lo được cổng số 2 rồi Đi chi hai thằng cho nó đậu chia tiền nhậu Câu hỏi cuối cùng cũng là câu hỏi quan trọng nhất của video này Liệu Archot Toilet có trở thành bên thứ ba? Câu trả lời có thể là có cũng có thể là không. Trường hợp 1, tức là chỉ có hai bên, Archot Toilet nắm quyền kiểm soát Skibidi Toilet thay cho Zemen Đội quân Skibidi Toilet chỉ đơn giản là thay đổi chủ nhân. Trường hợp 2, bằng một cách thần kỳ nào đó, g vẫn đủ uy tín để thuyết phục Toilet biến dị cấp 1 ở cùng phe với mình, Archot Toilet tách ra để tự lập quân đội riêng, chuyện này có thể xảy ra. Nhưng cần nhiều thời gian, Astro Toilet tuy mạnh mẽ và thông minh, nhưng hai đứa bọn chúng không có khả năng phát triển công nghệ vũ khí. Chúng cần chiêu dụ một vài tên kỹ sư trong đội bộ Skippy Toilet về phía mình. Sau đó là lập một căn cứ điên, tự tạo đội quân Astro Toilet, tức là Toilet biến dị cấp 2. Đội quân này sẽ thông minh hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng số lượng sẽ ít hơn. Vì dù gì, tiến sĩ Skippy vẫn là một bộ óc thiên tài không thể thay thế. Không có hắn về phe Astro, số lượng và công nghệ vũ khí, chắc chắn sẽ không phát triển nhanh được. Các bạn sẽ nói là Astro chiêu dụ luôn tiến sĩ hả? Bầm nghĩ là không. Tiến sĩ đủ thông minh để biết âm mưu của bọn Astro. với tính cách kiêu ngạo và khinh thường toilet cấp 1 như Astro. dễ gì hắn để chủng tập cấp 1 còn sống. Vừa phát triển được đội quân Astro hùng mạnh rồi là hắn cho cấp 1 cút hết. Bơm thấy giả thuyết số 2 có vẻ hấp dẫn hơn Chúng ta sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu và đấu trí cực kỳ găng não giữa ba phe Xem Skippy Toilet lúc này sẽ y như xem phim Tam Quốc Chí Chắc chắn là hay lắm đó Mà nếu tất cả những chém gió ở trên của bùm là đúng Thì anh Đa Phúc ơi Anh cần tuyển biên kịch cho Skippy Toilet không? Em thấy não em cũng bự Với làm kịch bản cũng hay lắm á à. Biết tiếng Anh nữa nè Ngon á nghe, nghe Suy nghĩ kỹ đi anh Đéo Ok Đa Phúc không tuyển bùm rồi Thì chúng ta kết thúc video ở đây vậy Cảm ơn các bạn đã xem hết video Mình là bùm Nhớ like và đăng ký kênh nhé 拜拜。Bye bye.